Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn tháng 4 năm 2018 âm lịch trên đà hành thông, hầu như không gặp trở lực nào quá lớn. Có chăng chỉ là một vài khó khăn tức thì, bản mệnh sẽ giải quyết xong xuôi bằng sự thông minh và khéo léo của mình. Vận trình tài lộc khá vượng, đầu tư có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn hơn. Có thiên diêu chủ đào hoa nâng đỡ, người độc thân sớm thỏa nguyện trong chuyện yêu đương, đời sống vợ chồng hòa hợp, có thể tính chuyện sinh thêm con cái. Về sức khỏe, Thìn thổ được chi tháng tương sinh, thể chất tốt, hầu như không ốm đau hay mắc bệnh nghiêm trọng, có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn. Tử vi tuổi Thìn tháng 4 năm 2018 sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 năm 2018, tình hình công việc của những chú rồng vẫn trên đà thuận lợi. Thời điểm này, mưu sự dễ thành, rất đáng để thử sức với những dự định hay kế hoạch lớn. Đôi khi, liều lĩnh mang đến thành công bất ngờ, bản mệnh có thể cân nhắc ở mức độ cho phép. Có điều, nguyệt lệnh suy ở Thìn khiến cho vận trình lên xuống bất ổn dần về cuối tháng. Vì thế, đầu tháng nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng để đảm bảo tiến độ thành công cao hơn. Được thái dương cát tinh soi chiếu, nam mệnh làm việc thuận lợi hơn đôi chút so với nữ mệnh, tuy nhiên chuyện tình cảm thì không như ý. Theo dõi phi tinh tháng và lịch vạn niên 2018, thấy bát bạch thái tinh bay vào hướng tây nam gặp lục bạch cát tinh. Đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Người tuổi Thìn có thể đặt biểu tượng thiềm thừ, cóc ngậm tiền, phong thủy để dễ dàng thu hút cát khí của hai cát tinh trên, thúc đẩy công việc thêm phần thuận lợi. Tử vi tuổi Thìn tháng 4 năm 2018 tài lộc. So với tháng trước, tử vi tài lộc tháng 4 năm 2018 của người tuổi Thìn khả quan hơn. Kinh doanh đầu tư có dấu hiệu thu lời, có thể gặt hái thành quả lớn. Bởi thế làm gì cũng kiên trì tới cùng, bỏ cuộc giữa chừng thì tay trắng hoàn trắng tay. Sự xuất hiện của thiên diêu chủ đào hoa có thể thúc đẩy các mối quan hệ xã giao, giúp ích khá nhiều cho con đường làm giàu của tuổi Thìn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của tinh tú này là dễ gây ra cảm giác ngoài luồng, khiến cho bản mệnh nảy sinh ham muốn sắc dục, đe dọa hạnh phúc gia đình. Hãy cẩn trọng và cân nhắc thiệt hơn, đừng để vì mãi mê chạy theo đồng tiền mà đánh đổi hạnh phúc. Tử vi tuổi Thìn tháng 4 năm 2018 tình duyên. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, người tuổi Thìn tháng này hứa hẹn những trải nghiệm lãng mạn và thú vị. Các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái. Người độc thân được thiên diêu mang tới vận đào hoa vượng, đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý. Tuy nhiên, với những ai đã có đôi có cặp, hết sức thận trọng trong mối quan hệ, đừng để đào hoa lành biến thành đào hoa dữ, lợi bất cập hại, gia đình tan vỡ trong bao nuối tiếc. Nhằm hóa giải đào hoa sát, đồng thời tăng cường nhân duyên tốt lành, người tuổi Thìn có thể tượng trưng cả trống trấn thị đào hoa ở hướng đông nam của phòng ngủ. Tử vi tuổi Thìn tháng 4 năm 2018 sức khỏe. Coi bói tử vi, vận trình sức khỏe của tuổi Thìn bình ổn trong tháng 4 năm 2018 âm lịch này. Thìn thổ vốn vững vàng, nay được đinh hỏa tị hỏa tương sinh, sức khỏe càng thêm đảm bảo. Bản mệnh hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay ốm nặng, có điều cần phải hết sức lưu ý bảo vệ đôi mắt. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến thị lực như nhìn kém, thường xuyên đau nhức mỏi mắt nên đi khám để kịp thời điều trị. Vì không được nguyệt lệnh ủng hộ, bản mệnh chú ý khi đi lại, lái xe để đề phòng tai nạn bất ngờ. Xem lịch vạn niên 2018 và phi tinh tháng có nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà. Tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng và thường xuyên. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. 1. Nhâm Thìn, thủy nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: sức khỏe không có gì đáng lo ngại, nhưng cần đi đứng cẩn trọng kẻo bị té ngã, chấn thương. Quý nhân: Tí, Thân, tiểu nhân: Thìn, Sửu. Màu sắc may mắn: đen, xanh dương. 2. Giáp Thìn, hỏa nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết: tình yêu bất kể tuổi tác, hãy cứ hành động theo trái tim mách bảo. Quý nhân: Tị,
Tý, Tiểu Nhân, Tuất, Sửu, màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. 3. Bính Thìn, Thổ, Nam Kế Rô, Nữ, Thái Dương. Khẩu quyết: tiếp tục thu lời từ các dự án đầu tư, kinh doanh nên làm việc thiện để tích phúc đức. Quý Nhân, Thân, Tý, Tiểu Nhân, Hợi, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, hồng. 4. Mậu Thìn, Mộc, Nam Thái Bạch, Nữ, Thái Âm. Khẩu quyết: đề phòng đào hoa lành biến thành đào hoa dữ, đe dọa hạnh phúc gia đình. Quý Nhân, Thân, Tỵ, Tiểu Nhân, Hợi, Tuất, màu sắc may mắn, đen, xanh. 5. Canh Thìn, Kim, Nam La Hầu, Nữ, Kế Đô. Khẩu quyết: ngựa non háu đá là nguyên nhân của mọi sự thất bại. Quý Nhân, Dậu, Thân, Tiểu Nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 4 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.